thời gian xuất hiện hiện tượng nước mắt xanh là vào khoảng từ tháng 4 đến đầu tháng 6, trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến nước mắt xanh ở quần đảo Mato. Tuy nhiên, gần đây cũng xuất hiện tại khu vực An Bình, Đài Nam. Nguồn tin vừa được loan báo đã thu hút rất nhiều người đổ tới xem. Những quầng sáng xanh biếc lóng lánh dưới nước khiến mọi người đều phải thốt lên trầm trồ. Dòng nước lấp lánh ánh sáng màu xanh kỳ bí trong màn đêm khiến nhiều du khách thích thú reo hò. Địa điểm thưởng thức hiện tượng này năm nay không phải là ở đảo Ma Tổ quen thuộc mà là bến cảng Bình An tại Đài Nam. Thông tin vừa công bố tối ngày 3 tháng 5, dòng người nô nức đổ về bến cảng Bình An để tận mắt chiêm ngưỡng hiện tượng nước mắt màu xanh kỳ bí. Ban đầu mọi người không nghĩ rằng hiện tượng này lại xuất hiện tại Bình An, nên cứ nghĩ là do tràn dầu. Nhưng kết quả điều tra của Cục Bảo vệ Môi trường Đài Nam cho biết không hề có sự cố tràn dầu. Nước mắt màu xanh là cảnh quan kỳ bí do một loài tảo phát sáng tạo nên, xuất hiện khi nhiệt độ thời tiết đủ ấm, thường là vào khoảng thời gian chuyển sang mùa hè. Cộng thêm điều kiện không có ánh sáng nhân tạo thì khả năng xuất hiện sẽ càng cao hơn. Sự xuất hiện của hiện tượng trên đã mở ra làn sóng săn nước mắt màu xanh tại Bình An.